Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác yêu âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Vì những ngày Tết này thì bên em vẫn làm xuyên Tết anh bác nhé, vẫn bán hàng bình thường. Anh em cần cái sản phẩm gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình Minh Nhật Audio và kèm theo số điện thoại. Ngoài những con giải mã hay là những cái dây loa, dây tín hiệu thì bên em vẫn có đầy đủ cho anh em và các bác. Thì hôm nay thì trong video nhỏ nhỏ ngày hôm nay thì em có lên cho anh em và các bác một cái mẫu dây, một hai cái mẫu dây tín hiệu để anh em kết nối giữa các thiết bị với nhau, nó được chuẩn chỉ nhất, nó không bị nhiễu, nó chống nhiễu cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì trước mắt anh em và các bác đây là mấy cái mẫu dây của Nhật các bác nhá, Hitachi bản Nhật. Đấy thì rất nhiều anh em và các bác thì khi mà sở hữu những con DAC cao cấp, đấy như trên tay em đang là một con DAC cũng của hãng Suka Audio. Con này thì có mức giá nó rơi vào tầm gần 4 triệu đồng, 3 triệu 8, 3 triệu 9. Đấy thì rất nhiều anh em và các bác thì khi mà sở hữu những con DAC hay là những cái đầu vang số nó cao cấp ấy ạ, mà anh em mà nghe được tiếng bị ù, bị dè, bị sôi tín hiệu đúng không, bị nhiễu nghe rất là khó chịu. Hãy đảm bảo với anh em là như thế, rất là khó chịu, kể cả em cũng vậy, khi mà nghe những cái tiếng sôi, tiếng ù nó rất khó chịu. Thì cái nguyên nhân chính để mà nó bị như vậy thì là do cái dây tín hiệu của anh em nó chưa được tốt, nó chưa được ổn định. Đấy, thì anh em nên cải thiện một chút thì nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ khắc phục được những cái nhược điểm ấy đi. Thì trước mắt anh em và các bác thì đây là những cái bộ dây giá cực kỳ rẻ cho luôn cho anh em và các bác. Đấy, dây bãi Nhật, dây bãi của Hitachi, được chưa? Mà với mức giá chỉ có hơn 200.000 đồng thôi ạ. Đấy mà anh em có thể cải thiện được hơn 200.000 đồng cho một bộ, là gồm hai sợi thế này. Đây, anh em nhìn. Như trên tay em là gồm hai bộ như này. Một bộ của nó thì gồm hai sợi anh bác nhé, hai sợi, đấy, một đỏ một đen này, và đầu rắc thì là đầu rắc của Hitachi bãi Nhật luôn anh em ạ. Đó, anh em và các bác có thể nhìn Hitachi bãi Nhật, và dây trên dây cũng vậy, dây cũng là dây của Hitachi luôn. Đó, anh em có thể nhìn, đấy, chống nhiễu cực kỳ tốt và lõi mạ bạc, vừa cải thiện được cho anh em cái giải lời ca sĩ này. Anh em nghe nhạc bolero, nghe nhạc vàng. Đấy, anh em nghe cái dây này tuyệt vời luôn, mà mức giá chỉ có 220.000 đồng cho một bộ. Đấy, gồm hai sợi thế này, dài 1 mét anh bác nhá, chưa bao gồm vận chuyển, 220.000 cho bộ. Đấy, thì tiếp theo em có một cái mẫu, anh em mà bác nào mà cần mẫu nó cao cấp hơn nữa, cũng của dòng Hitachi, thì em có cái dòng này, cái dòng rắc carbon. Đây anh em nhìn, đó, rắc carbon này. Đó, đây rắc carbon, cắm rút cực kỳ chắc chắn mà nó ổn định. Đấy, nếu mà anh em nào mà muốn cái đầu nó xịn thì anh em chơi cái đầu này cho em. Đây em cắm thử cho anh em nhìn nhá, cắm thử luôn cho anh em nhìn, cắm cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, đỏ anh em cắm vào đỏ này, đó, đen cắm vào đen này. Đấy, anh em nhìn này, nó đẹp, nó vừa đẹp, nó vừa sang, mà được cái là ổn định, dùng rất là sướng. Đấy, cắm chắc chắn luôn. Đấy, dây cũng là dây của Hitachi luôn này, anh em nhìn. Đây, đó, trên dây đều là dây của Hitachi hết nhá, anh em nhìn. Đó, được chưa ạ? Mà dây cực kỳ mềm luôn ạ, dây cực kỳ mềm luôn anh em nhá. Đấy, dây này thì có mức giá là 500.000 đồng cho một bộ, được chưa ạ? Dây này thì em bao ship cho anh em và bác luôn, 500.000 đồng một bộ, bao ship tận tay anh em và bác. Đấy, những ngày Tết này thì anh em nào mà cần thích chạy qua bên em thì bên em vẫn có thể bán được cho anh em. Còn ở tỉnh thì nó đợt gần Tết này thì nó sẽ ship nó hơi bị lâu một chút, được chưa? Đấy, ship nó hơi lâu một chút, nhưng mà anh em mà lấy ngay trong ngày hôm nay thì nó sẽ hơi bị lâu. Còn em lấy đến trực tiếp cửa hàng thì lúc nào bên em cũng có sẵn hàng cho anh em và các bác luôn. Đó, ngoài những cái dây AV ra, đấy, ngoài những cái dây AV ra thì bên em cũng có những cái dây đầu Canon. Anh em nhìn, đầu Canon của Hitachi. Đây, giá chỉ có 220.000 đồng cho một bộ anh em nhé, một bộ gồm hai sợi. Đấy, tất cả đều dây của Hitachi, giá 220.000, được chưa ạ? Một bộ đó anh em nhìn. Đây, anh em nhìn này, dây bãi này, nó mềm dùng nó sướng. Đây ạ, để em bắt nét kỹ cho anh em nhìn. Đấy, dây Hitachi này, đó, dây cực kỳ mềm. Đây em để cái này mà nó quặn như này, anh biết là dây nó mềm như nào, mềm như bún luôn. Đấy, mềm như bún luôn. Vẫn đảm bảo chất lượng cho anh em và các bác nhá, chống nhiễu cực kỳ ổn định, cực kỳ tốt. Đấy, chỉ có 220.000 đồng cho một bộ gồm hai sợi dài 1 mét nhá.
Đó. Đấy thì hôm nay thì lên anh cho anh em những cái sản phẩm như vậy để anh em nào mà đang muốn cải thiện chỉ dây để anh em chơi Tết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em nhé qua số điện thoại ở ngay trên màn hình. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.